Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Yến Âm Thanh Bãi Hà Nội. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trọn bộ 12 album hay nhất của Chế Linh, Thanh Tuyền, cặp song ca huyền thoại của dòng nhạc xưa. Họ là người tình trên sân khấu trong suốt một chặng đường dài ca hát và đến nay thì nhiều khán thính giả vẫn công nhận đây là cặp song ca thành công nhất của làng nhạc vàng hải ngoại. Chỉ cần nhìn số lượng tác phẩm ngày hôm nay thôi là cũng đủ thấy rồi đúng không ạ? 12 album này sẽ đều là những đĩa tái bản F1 phối đúc lòng trắng chất lượng cao em đang giao lẻ là 150. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua album nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên đĩa của con Zalo giúp em 0912 906 897. Giúp em nhắm ship số OD từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1.500.000 thì bên em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Mở đầu bộ sưu tập 12 album Chế Linh Thanh Tuyền ngày hôm nay sẽ là cái chương trình mà em thích nhất, The Best of Chế Linh Thanh Tuyền, May Lỡ Mình Xa Nhau. Đây là album tổng hợp những ca khúc hay nhất mà cặp song ca từng thú âm trong trung tâm Asia, và đặc biệt là hòa âm của Trúc Hồ, Trúc Sinh trong này tiếng rất là tốt nhá. Đủ tiêu chuẩn để các bác test dàn máy âm thanh nhá. Từ Ngày Xưa Anh Nói cho đến Chiều Mưa Biên Giới, Chuyến Đi Về Sáng hay là Con Đường Mang Tên Em, Phút Cuối, Hàn Mặc Tử và Biển Tình trong này tổng hợp rất là đầy đủ 18 ca khúc của Chế Linh Thanh Tuyền. Có hai đĩa bên trong nhá, em đang giao là 300.000. Một hộp nó sẽ có mặt A, mặt B nhá. Phô đúc tái bản F1. Ngoài ra bác nào mà muốn tham khảo phiên bản đĩa xịn hơn của album này thì hiện tại em đang có luôn nhá. Phôi xịn thì nó sẽ là phôi sọc Mỹ. Em đang giao là 550, một hộp có hai đĩa. Còn đây là phiên bản F1, đĩa tái thì 300.000 nhá. Một hộp cũng có hai đĩa luôn. Một trong những cái chương trình em gọi là đĩa thuốc thử loa đây, bởi vì bát chép nảy tanh tách rất là sướng tai. Và toàn bộ clip ngày hôm nay thì em cũng sẽ sử dụng những ca khúc trong cái album này làm nhạc nền nhá. Các bác đang được nghe thử những cái giai điệu rất là quen thuộc trong cái bản Phút Cuối đúng không nào? Kế bên đây sẽ là album Đoạn Tuyệt, album này thu âm của trung tâm Làng Văn trước đây. Trong này thì sẽ có Lỡ Cuộc Tình Sầu này, Cho Người Tình Lỡ này, Nửa Đêm Nguyện Cầu Song Ca và một cái bản nữa song ca cũng rất là hay, đó là bản Tâm Sự Với Em. Trong này thì Thanh Tuyền có hát riêng những ca khúc cũng khá là kinh điển như là Tình Yêu Trở Lại Trăng Sao này, hay là một cái bài nữa và em nghĩ là rất là nhiều các bác sẽ thích, đó là Lời Kể Đăng Trình qua tiếng hát của Chế Linh. Chế Linh Thanh Tuyền Đoạn Tuyệt. Em đang giao là 150 nhá. Phiên bản đĩa xịn thì nó sẽ có tem bên ngoài của Làng Văn hoặc là cái phôi bên trong nó là phôi sọc Mỹ thì em đang giao là 280. Còn hôm nay thì mình sẽ ưu tiên những cái chương trình đĩa tái F1 nhá, bởi vì đĩa tái thì lúc nào nó cũng sẽ có sẵn hàng, còn đĩa xịn hoặc là đĩa chính hãng thì thường nó về số lượng theo đợt thôi. Album thứ 3 trong bộ sưu tập là một cái chương trình em hay dùng để test tiếng chép, bởi vì cái album này thì âm cái giải cao của nó rất là tơi, rất là nhuyễn và sáng, đó là album Huế Mù Sương, chắc hẳn không còn xa lạ gì với những anh em yêu nhạc vàng đúng không? Trong này thì sẽ có Giấc Ngủ Cô Đơn này, Huế Đã Xa Rồi, Thương Về Miền Đất Lạnh hay là Lãnh Trọn Đêm Mưa và Tiếng Hát Trong Sương với bộ tam ca Hương Lan, Chế Linh, Thanh Tuyền, Huế Mù Sương nhá. Đĩa này thử chuyên tiếng chép nhá, rất là sáng, rất là nhuyễn đấy ạ, cũng là 150. Thỉnh thoảng thì em về được cái phôi xịn, phôi sọc Mỹ của album này nó rơi vào tầm 320. Hiện tại thì đang không có hàng, nhưng mà nếu mà trong cái đợt clip các bác đang xem thời điểm khác thì mình vẫn có thể đặt hàng nhá. Đợt này đang tạm hết thôi, nhưng mà chưa biết lúc nào nó sẽ có lại. Áo Cưới Màu Hoa Cà là album tiếp theo. Thanh Tuyền, Chế Linh hát những bản như là Gió Lạnh Đêm Hè này, Trăng Rụng Xuống Cầu này, Thư Gửi Người Miền Xa, Nụ Cười Trong Mắt Em hay là Giọng Ca Dĩ Vãng, Bông Hồng Cài Áo, các bác xem từ lead bài nhá. Và có thể một số bác chưa biết thì chính tác giả của Chiều Mưa Biên Giới, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là người đã khai sinh nên cặp song ca vàng Thanh Tuyền Chế Linh. Cụ thể là vào khoảng những năm 67 đến năm 68, khi ấy thì Chế Linh đến cộng tác với hãng đĩa Continental của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, chính vì là muốn tạo ra một cái sự mới mẻ và tránh để khán giả cảm thấy nhàm chán với việc là ca sĩ hát đơn, nên là vị nhạc sĩ này đã đề nghị cho học trò cưng của mình lúc đó là Thanh Tuyền hát song ca thử với cả Chế Linh. Và ca khúc đầu tiên hai người song ca là bản Hái Hoa Rừng Cho Em của tác giả Trung Hoàng Xuân, và sự kết hợp thành công vang dội ở đĩa bán được nhiều vô kể. Tiếc là album đó thì được phát hành dưới định dạng đĩa nhựa 45 vòng từ năm 1968, nên bây giờ thì cũng không còn ai giữ được cái bản thu gốc để làm ra đĩa CD nữa. Album thứ 5 trong clip ngày hôm nay sẽ là Ngày Em Còn Bên Tôi. Chương trình này là phát hành của trung tâm Sáng Ngọc và đây là đĩa F1 tái bản 150 thôi nhá. Hôm nay toàn bộ những cái chương trình trong clip ngày hôm nay đều là tái bản hết. Hoa Vẫn Nở Trên Đường Quê Hương, Ngày Em Còn Bên Tôi, Lãnh Trọn Đêm Mưa hay là Phiên Khác Đêm Xuân và cái bản Ai Nói Với Em, Thanh Tuyền hát rất là hay. Hòa âm của nhạc sư Lê Văn Thiện và Trúc Hồ. Chế Linh Thanh Tuyền, Ngày Em Còn Bên Tôi, đồng giá là 150 nhá. Phôi đúc lòng trắng, cái phôi các bác có thể xem qua đây, nó có in tên album bên trong. Phôi CD VGCA, chất lượng khá là chuẩn.
Nói với người tình cũng là một cái album rất là nhiều khách hàng bên em yêu cầu. Chương trình này thì có cả bản xịn nha. Bản xịn thì nó rơi vào tầm khoảng 280, còn đây là F150. Đặc biệt là trong này có hai cái bản song ca mà chắc chắn là các bác chỉ cần nhìn cái list thôi là đã thấy ưng luôn. Đó là Áo Em Chưa Mặc Một Lần và bản song ca Nhớ Người Yêu với chế Lĩnh Thanh Tuyền. Ngoài ra có Vọng Gác Đêm Sương này, có Vùng Lá Me Bay Hát Riêng này, có Mưa Rừng của Thanh Tuyền. 150 cả nhà nhá. Từ sau năm 1970 thì tên tuổi của cặp song ca lan truyền với tốc độ ánh sáng và phủ sóng khắp làng nhạc vàng Việt Nam với hàng loạt những ca khúc nào là Tình Bơ Vơ này, rồi thì Phút Cuối này, Con Đường Xưa Em Đi này, Con Đường Mang Tên Em. Hai giọng ca thì một sang sảng và cao chót vót, một trầm ấm ngọt ngào mà vang lồng lộng, đã hòa quyện vào nhau mà không cần phải dùng đến bất kỳ kỹ thuật hòa âm phối khí cầu kỳ nào. Nhiều nhạc phẩm sau đó cũng đã được sáng tác riêng dành cho cặp song ca vàng này. Chuyến Xe Ba Người cũng có ba ca sĩ luôn, Chế Linh, Thanh Tuyền, Phượng Mai, An Đăng Giao và 150. Các bác thích mua lẻ album nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên đĩa, gửi qua Zalo giúp em nha, 0912906897. Trong này có Ngày Vui Qua Mau, có Chiều Cuối Tuần của Phượng Mai, Thanh Tuyền thì góp mặt với Dòng Lệ và bài Cay Đắng Tình Đời. Ngoài ra thì Chế Linh hát bản Chuyến Xe Ba Người hay là Lời Lữ Khách cũng rất là hay, thực hiện của phòng thu trung tâm Thúy Nga. 150 nhá. Mình xem có cái phôi F1 nhá. Đĩa này thì chắc là cũng không kiếm được đĩa xịn đâu, bởi vì những cái album này khá là cổ, khá là hiếm rồi. Phôi tái CD bên CA. Hôm nay tổng cộng là 12 album nhá. Em không chắc là đã đủ chưa. Em nghĩ là vẫn chắc là vẫn còn sót một vài chương trình đấy. Nhưng mà thôi, mình cứ nghe tạm hết 12 đĩa này đã là đã hết mấy ngày rồi đúng không nào. Con Đường Xưa Em Đi này, Dấu Chân Kỷ Niệm này, Đoạn Cuối Tình Yêu hay là Tình Lỡ, Tình Nghèo, Duyên Kiếp, Tình Bơ Vơ là những cái bài trong album Đường Xưa Em Đi. Trong này thì mọi người rất là thích cái bản Tình Bơ Vơ bởi vì đây là một cái bài bất hủ của Chế Linh Thanh Tuyền rồi. Đường Xưa Em Đi nhá, phát hành của Trung Tâm Thúy Anh. Đĩa này thì em đang giao F1 là 150, còn đĩa xịn đang có sẵn. Cái này lại 280, đĩa xịn thì nó sẽ có phôi sọc và bên ngoài nó có tem. Còn F1 thì nó không có, nhưng mà chất lượng âm thanh em cũng đánh giá là 8/10 hoặc là 9/10 so với đĩa xịn rồi, trừ khi là các bác có những cái dàn âm thanh cao cấp high end hoặc là đôi tai của mình thuộc cái dạng tinh thế tinh tường thì mới phát hiện ra được cái sự khác biệt thôi. Xuống dưới đây thì em có thêm một cái chương trình nữa này, và Ngày Xưa Em Nói, phát hành của Trung Tâm Làng Văn hồi xưa từ những năm 92-93 gì đó. Ở trong này thì có Người Đầu Gió, có Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi, Xin Cho Sống Lại và Hoa Trắng Thôi Cả Trên Áo Tím, Mùa Đông Binh Sĩ hay là Đêm Hỏa Châu, Gió Chuyển Mùa Thương, cả Chế Linh, cả Thanh Tuyền và có thêm cả Duy Khánh, Hương Lan nữa nhá. Ngày Xưa Em Nói, thực sự là Chế Linh Thanh Tuyền là một cặp đôi hoàn hảo cho sân khấu. Chính vì vậy là không ít người hâm mộ nghĩ rằng là giữa hai danh ca có tình cảm đặc biệt ngoài đời. Và chia sẻ về điều này về báo chí thì Chế Linh từng thú thật rằng hai người họ là chỉ như là bạn tri kỷ mà thôi. Họ lo lắng cho nhau từ giọng hát, từ ăn uống, nhắc nhở nhau tập luyện, giữ gìn sức khỏe, nhưng mà vẫn giữ đó là tình cảm của bạn bè thân thiết chứ không phải là tình cảm trai gái. Về phía danh ca Thanh Tuyền thì giọng ca Chim Sơn Ca Miền Đất Lạnh cũng đã từng chia sẻ rằng là khi hát thì tôi chết trong bài hát, nhưng mà xong bài hát rồi thì ra khỏi phòng tôi không có tình cảm gì nữa, chúng tôi chỉ có tình cảm đồng nghiệp, anh em, chứ dứt khoát là không có tình yêu nghệ sĩ. Điều này làm cho không ít người hâm mộ cảm thấy là nuối tiếc, nhưng mà thật sự là mỗi khi mà hai nghệ sĩ song ca với nhau thì đều tình bể bình luôn, các bác có công nhận không ạ? Và album trở lại tiếp theo trong bộ sưu tập đó là Ngày Đó Sao Rồi, mình có xem qua clip nhá. Người Trinh Nữ Tên Thi này, Đôi Ngả Chia Ly, Chuyện Màu Chiếc Cầu Đã Gãy, Bỏ Phố Lên Rừng, Anh Hùng Trần Thế Vinh và Nét Buồn Thời Chiến. Một album khá là xưa của Trung Tâm Thanh Lan. Em cũng đang giao 150 nhá, đồng giá đĩa F1 thôi. Đây là cái phôi đây, CDV trên CA. Ngày Đó Xa Rồi. Tình Khúc Trúc Phương với tiếng hát của Chế Linh Thanh Tuyền, không biết trong này cái lead bài sẽ có gì. Chuyện Ngày Xưa, Chuyện Chúng Mình, Mưa Nửa Đêm, Buồn Trong Kỷ Niệm, Ai Cho Tôi Tình Yêu, Chiều Cuối Tuần hay Nửa Đêm Ngoài Phố em cũng đang giao 150. Nhiều năm gần đây thì dù ít có dịp đứng chung sân khấu với nhau, nhưng mà trong lòng những người yêu nhạc vàng, đặc biệt là yêu mến cặp danh ca này, thì Chế Linh vẫn là người hát ăn ý nhất với Thanh Tuyền và ngược lại, khán giả vẫn xem đây là cặp tình nhân đẹp nhất trong làng nhạc vàng từ trước đến nay. CDV CA, phôi F150 cả nhà nhá, Tình Khúc Trúc Phương.
những ca khúc khá là quen. Và mình sẽ kết thúc clip ngày hôm nay với lại là bộ tam ca Hương Lan, Chế Linh, Thanh Tuyền trong album Sao Anh Nỡ Đành Quên. Đây là hai cái bộ đĩa của tam ca này rất là hay nhá, Huế Mùa Sương và Sao Anh Nỡ Đành Quên. Mình xem qua cái list giúp em. Trong này thì Hương Lan hát bản Thương Về Miền Trung này, Giữa Lòng Đất Mẹ. Còn Chế Linh và Thanh Tuyền thì có Phận Gái Thuyền Quyên, Giữa Lòng, Mùa Sầu Riêng cũng rất là hay. Và một bản nữa em nghĩ là nhiều bác không để ý, đó là Sương Trắng Miền Quê Ngoại, có tiếng hát của Thanh Tuyền nhá. Bình thường là bài này là Duy Khánh hay hát, nhưng mà bản này Thanh Tuyền hát cũng rất là phê. Sao Anh Nỡ Đành Quên 150 nhá. Đĩa này thì không có F, không có xịn đâu, chỉ có F1 thôi. À rồi, vậy là hôm nay mình đã cùng nhau khám phá bộ sưu tập khá là đầy đủ. Em nghĩ là vẫn còn sót một vài cái thì các bác thông cảm nha. Hôm nay là tổng cộng là sẽ có 12 đĩa của cặp song ca Huyền Thoại, Chế Linh, Thanh Tuyền. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua lẻ album nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên đĩa và tên ca sĩ của Zalo giúp em 0912906897. Giúp em những ship sâu OD từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu, bên em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Và trong thời gian sắp tới thì em sẽ cố gắng làm thêm những cái clip về những bộ song ca khác, chẳng hạn như là Tuấn Vũ Giao Linh, rồi thì Băng Tâm Đan Nguyên gì đó nữa nhá. Thì cả nhà hãy nhớ là luôn đăng ký theo dõi kênh YouTube bên em để không bỏ lỡ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn mình xin phép chào tạm biệt và chúc các bác nghe nhạc thật vui vẻ.